Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Ok, như các bạn đã thấy thì hôm nay như mình đây đang mặc áo mưa, bởi vì hôm nay đi quay trời đang mưa, kiểu như hơi bé bé. Trời hôm nay nó âm u nên là vẫn có mưa nên anh mình phải mặc áo mưa này. Đấy, đi quay rất vất vả, bó bầu ra cho các bạn xem ngay. Trời ơi, đầu mới. Mục đích cái video này của mình hôm nay đó chính là khoe tóc mới của Tiến các bạn ạ. Không, nói mình chém gió vậy thôi. Ba này, chào các bạn đi. Tôi và Tiến chào lắm cho anh em. Tôi đốt trà chào lắm cho anh em. Mình quên mất là ba thằng mình quen rồi, bởi vì hôm nay chỉ có hai thằng thôi. Thằng Mạnh thì bây giờ nó sẽ đi học rồi nên ít có thời gian quay video với anh em mình hơn. Ok, và mục đích cái video hôm nay của anh em mình ra đồng này để anh em mình nướng một cái món tai lợn hun khói, còn gọi là tai lợn nướng ấy các bạn ạ. Hôm nay chỉ có gọi là ba anh em mình thôi. Thằng Mạnh đi học rồi, không còn ai nữa cả. Anh em mình sẽ làm thử cái món này, nhưng mà hôm nay khi đi thì anh em mình gọi là đang bị mưa nên là phải mặc áo mưa. Không biết là anh em mình đốt củi đốt than hoa nên xem không biết là nó có chín rồi hay không nữa, sợ mưa khi mà đang nướng ấy, mưa xuống là nó không cháy được ấy. Ok, bây giờ anh em mình sẽ đi ướp cái tai để anh em mình nướng các bạn nhá. Ok, anh em mình đã chuẩn bị ba cái tai lợn đây rồi các bạn ạ. Đây gọi là cái chai nước ướp của anh em mình nhá. Anh em mình sẽ bây giờ sẽ đổ ra và ướp nhá. Nào, ướp đi, đổ ra để ướp thôi. Tiếng này sạch gì, đổ ra luôn hết luôn à? Đang dỡ đã xong, để gọi là ướp một lúc thôi, nhưng mình sẽ đi chặt tre. À kia có cái tre lần trước vẫn dùng được, sẽ kẹp nó vào thôi, sát sát nó lên, đổ hết vào, không bóp nó lên để cho nó ngấm, để tí nướng lên cho nó ăn mắc phê. Không phải cầm cái tai lợn này mà cầm cái tai lợn này mà giật thì thấy thế nào? Hả, ngon nè, chảy nước miếng rồi đấy. Chảy nước miếng kìa, chảy rồi, xoa lên quay dìm xuống. Cái tai lợn này là bị gọi là người ta cắt ra, người ta cân cái sủ lợn này các bạn ạ. Anh mình sẽ kẹp vào cái thanh tre và anh mình nướng các bạn ạ. Nhìn không đã thấy phê chưa? Rồi. Phê dần chưa? 5 miếng. Đâu, cầm thử 5 miếng các bạn. Ôi trời. Ôi đừng ăn nữa, chảy nước miếng rồi đấy. Rồi, bây giờ anh mình sẽ đi gọi là bây giờ anh cứ gọi là ướp ở đây, còn anh mình sẽ đi đốt củi rồi chống cầu tre để anh mình nướng các bạn ạ. Vậy là anh em mình đã kẹp xong rồi các bạn ạ. Bây giờ anh em mình chỉ còn một bước là đốt được cái đống củi này này, đốt được cái đống củi này, và anh em mình sẽ nướng nó bằng than các bạn nha. Nào, để nó xuống cầu đó, khói đang lên kia rồi các bạn ạ. Đây là anh em mình chuẩn bị ít sung xanh ấy, sung lon ấy, để anh em mình bây giờ sẽ bỏ ra để ăn với muối hảo đấy. Trong lúc gọi là trong lúc chờ đợi nướng ba cái tai lợn này các bạn ạ. Bây giờ đang đợi cái củi kia nó cháy lên thì mình có thể nướng được. Đợi chắc khá lâu đấy. Bây giờ anh mình sẽ ăn sung các bạn ạ. Rồi, mình mới tiến đang ăn sung nó. Thử đi. Thấy là ăn của các bạn ngon vãi trưởng luôn. Anh luôn kìa, vẫn đang phải cật lực làm việc để có thể nướng nướng rồi chỗ kia. bỏ à? Ăn đã cháy rồi. Cần sẽ không cháy kia, bỏ. Đâu? Cho kéo cái này về đây một tí, không nó cháy vào cái tai lợn. Đấy, rồi. Thôi qua để thế đi. Nào ra đi ăn đi không? Chiều. Sung này chấm muối hảo hảo không có gì ngon bằng các bạn ạ. Mời các bạn đấy à? Ăn ơi. Ngon không? Ngon quá. Trong lúc chờ đợi gọi là nửa cháy với cả nướng tai các bạn ạ. Ăn tạm. Ngon phết. Chấm muối ăn tuyệt vời. Được bài không? Kìa ra trông kìa, một tí nó cháy bây giờ này. Quay dài. Chú quay vội, tí lấy than thôi. Lửa đang gọi là có than rồi, anh mình đang sẽ cho lên để nướng luôn các bạn nhé. Một thằng sẽ chịu trách nhiệm quay mấy cái tai này. Thằng sẽ quay tai đây. Kìa đấy. Hả? Mày chuyên nhà ra quay đi. Ra quay tai đi luôn trời ơi. Ra quay tai đi. Đưa để anh quyết cái đồ chấm này.
chín rồi các bạn ạ. Bây giờ anh mình sẽ bỏ ra thôi, là bỏ ra nhấc ra. Đó, nhấc ra để tháo ra là mang ra chỗ này. Đó. Vuỗi. Hai bạn nhìn thấy thế nào rồi? Mùi vuỗi để ruộng lá chuối sạch rồi. Nó nhìn đẹp quá các bạn ơi. Mắc ngon rồi. Tháo ra đi. Đó cái giữa lò đây sau này. Cẩn thận lóng. Được rồi đấy. Kéo ra cái là được thôi mà. Vuỗi rồi. Ui giời. Ui giời. Thế nào nhìn người thấy thơm không? Thơm lâu luôn. Thế là mà giật thì không biết ăn sẽ thế nào các bạn ạ. Ui giời ơi. Ui giời lẽ chọc vào nữa nên là sợ tháo hơi khó đấy. Nên luôn chờ tháo từ cái này ra này. Đấy, xong là rút được đây, ra. Đây. Ui giời nhìn ngon vãi cả trường luôn. Ui giời. Rồi. Thế này thì ui giời, tháo rút hết ra. Lóng không? Tháo kéo thẳng đi ra cái đó xong thì mới lấy được. Rồi, kéo thẳng đi ra. Rút cái là ra thôi mà. Kéo thẳng cái thanh dây sắt ra. Đấy, kéo thẳng ra đấy. Đấy, rút ra, một thằng cầm rút ra. Ui giời. Hai cái. Nhìn ngon vãi trưởng các bạn ơi. Nào bây giờ sẽ mỗi thằng thử, mỗi thằng nhận một cái tay để gặm đây nào. Đó. Nào thử để cho các bạn xem nó ngon hay không à. Đó, tiến trước nhá. Tiến trước, mời các bạn chưa? Các bạn nè, xuống đàng hoàng mà. Mình ăn này nó dân dã. Không cần lấy coca để uống à. Đó. Rồi, dưới đây. Rồi các bạn nha. Ok. Thế nào, tình hình như nào? Ngon chứ. Nào, đun trà. Mời các bạn nha. Các bạn nhìn cái tai ngon vãi trưởng luôn. Ngon, thơm lắm. Thơm lắm nhá. Mình thèm quá rồi, bây giờ mình sẽ vào để ăn cùng bọn nó các bạn ạ. Nào, mình làm miếng nữa cho các bạn xem nha. Nhìn ngon vãi các bạn ạ. Ui, sao? Phê không? Mắc ngon luôn. Gặp. Có vị cay cay giống của gà không? Có. Ăn đi. Trời giòn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ vào để ăn các bạn nha. Mình thèm quá rồi các bạn ạ. Bây giờ phải vào để đánh chén luôn. Tiến ngồi nào kia. Ngồi sát lên đây luôn, chàng ngồi kia. Ui giời. Đấy, luôn chàng ngồi gì kia. Đấy. Mày bọn mình gọi là thèm quá rồi các bạn ạ. Mình mời các bạn nha. Trời nước à. Bật nước anh nhìn bé hôm nay gọi là uống nước ngọt thôi. À, tài này nhìn ngon vãi luôn các bạn. Nhìn ngon vãi chóng luôn. Mình sẽ quay một tí cho các bạn xem. Đó. Nhìn ngon thật. Mình mời các bạn nha. Thử ăn thử cái món này xem mà. À, nhìn không đã thấy thèm lắm rồi. Giòn giòn ngon kìa. Ngon vãi chóng luôn. Nó là cái tài ăn hay đúng không? Cháu cái mỡ rồi mà. Dạ. Cháu cái cuống béo béo rồi mà. Ủa, ăn móc béo rồi. Ngập răng. May là có mưa các bạn ạ. Trời vẫn đang âm u, kiểu dọa như mình mưa. Nếu mà bây giờ mà mưa chắc anh em mình phải bỏ luôn cả ăn để chạy về luôn. Dính mưa từ lúc anh em mình lướng đã mưa rồi. Lúc bắt đầu đi đã mưa rồi. Lướng vẫn mưa nhưng giờ đang thấy hơi tạnh tạnh rồi. Nhưng mà vẫn, kiểu nó vẫn có mưa bé nhưng mà chỗ này có cây nên là không bị mưa vào thôi. Ngon. Ngon vãi chưởng luôn. Mạnh là mày cho lướt là tẻm vậy. Mày mạnh nhá. Mày hữu mạnh nhá. Mày hữu mạnh nếu xem clip này. Có à, chắc chắn là phải xem rồi. Ngon quá. Vâng. Ăn này chắc xuống mà ăn cơm quá nhỉ. Có ca. Phê. Ngon không chỗ nào để chê. À còn rất nhiều món ngon nữa. Rồi sẽ được dần dần thưởng thức dần luôn ấy. Béo bát. Phi tư giả. Ngon luôn. Thế không? Thế mạnh không được ăn à? Mạnh đi học thì sau, tức là anh mình làm những món ăn như này thì mạnh không được ăn các bạn ạ. Bởi vì mạnh giờ thì phải đi học rồi. Vào gọi là chính rồi. Ta mạnh hai thằng mà tôi thấy buồn không? Hả? Có, không cho nó ăn thì tôi buồn. Anh em buồn thay không, đó. Không. Uống nhanh ngay. Vội à? Hả? À, ngon vãi các bạn ạ.
anh mình đánh chén xong rồi là anh mình sẽ tiến hành đi về rồi. Một tí mưa bão và bao kế hoạch đó. Ngon vãi. Ôi trời. Ngon không à? Chút giòn giòn các bạn, ngon vãi sống rồi. Béo. Cay cay. Cay rưỡi. Và mỗi ngày một món lạ khác nhau, ok. Chứ ăn này mãi không em nhỉ? Mãi không được cân nào. Thật sự cái này bởi vì anh em mình ướp ấy, ướp kiểu như ướp nướng gà ấy, nên là nó vẫn có cái vị thơm này rồi bơ biếc thứ quết vào giờ nên nó hơi đỏ đỏ vàng vàng này. Anh nhìn ăn rất ngon, ăn vào cảm thấy nó cay cay tươi tươi trong mồm ấy. Ngon vãi xưởng luôn, tay các bạn ơi, nó kiểu như dính bơ, dính bơ dính mỡ quả đến xây luôn. Thế gì vậy? Có phải không? Cái là bởi vì khi mình ăn thịt lạc nhà tay đã luộc qua rồi mà. Một phần thịt ở trên tay. Okay, mình, anh mình sẽ không làm mất thời gian của các bạn thôi. Okay. Các bạn mất lưng miếng ấy. Anh mình là đã nướng cái món gọi là tai lợn hun khói à? Cái gọi là tai lợn nướng á. Anh mình ăn ngay tại đây, chảy lá chuối ra, ăn rất là dân dã. Đó, các bạn mà thấy clip này của các bạn mà thấy clip này của anh mình hay ấy, thì các bạn đừng quên nhấn vào like và chia sẻ để ủng hộ anh mình. Anh mình tiếp tục có động lực ấy, ra những clip hay hơn cho các bạn xem, ok. Giờ anh mình sẽ phải dừng clip để anh mình dọn đồ đạc ra, đồ đạc rồi các thứ để anh mình đi về, ok. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye, bye bye các bạn.